Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Ngọc Linh nha. Có về một cái lô phô giấy combo giá rẻ cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm ha. Rồi anh chào Linh. Dạ, em chào Pháp Thái, em chào cô chú anh chị mình đang xem. Quay lại vườn em có lô phô giấy Mỹ muốn giao lưu cô chú anh chị mình, rất mong cô chú anh chị ủng hộ em qua số điện thoại 0799689431 cũng là số Zalo của em nha cô chú anh chị mình. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ những clip của em nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Lên mã số 1 luôn ha. Là mã số 1 của chú anh chị à. Chiều cao là 80. Hoành 20 nha cô chú anh chị. Mã số 1 có giá 180.000. Hàng mới à quý anh chị em, hàng nóng à. Mã số 2 là một cặp. Chiều cao là 80. Hoành 21. Mã số 2 có giá 240.000 cô chú anh chị. Các phôi bên em đều bao sóng bao ship nha cô chú anh chị mình. Số 3. Chiều cao là 60. Hoành 21. Mã số 3 có giá 150.000. Mã số 4. Chiều cao là 65. Hoành 17. Mã số 4 có giá 240.000 hai phôi. Mã số 5. Chiều cao là 70. Hoành 24. Mã số 5 có giá 170.000. Mã số 6. Phôi một cốt anh chị em. Chiều cao là 1m10. Hoành 21, mã số 6 có giá 190.000. Mã số 7, chiều cao là 77. Hoành 18, mã số 7 có giá 200.000. Mã số 8. Gần 5 phôi quýnh chị em. Chiều cao là 54. Hoành 12 cô chú anh chị. Mã số 8 có giá 200.000. Mã số 9. Okay, rất đẹp quý anh chị em. Chiều cao là 1m20. Một cốt tay cành bó đẹp ha. Hoành 20. Mã số 9 có giá 190.000. Mã số 10. Chiều cao là 85. Hoành 16. Mã số 10 có giá 200.000. Gồm 2 phôi. Mã 11. Cũng gồm 2 phôi luôn. Chiều cao là 74. Hoành 16. Mã 11 có giá 190.000. Mã 12. Chiều cao là 68. Hoành 19. Mã 12 có giá 200.000 hai phôi. Mã 13. Chiều cao là 75. Hoành 19. Mã 13 có giá 200.000 hai phôi nha cô chú anh chị. Mã 14. Chiều cao là 80. Hoành 17. Mã 14 có giá 190.000. Mã 15. Chiều cao là 73. Hoành 14. Mã 15 có giá 180.000. Mã 16. Chiều cao là 75. Hoành 14. Mã 16 có giá 190.000.
mã 17. Chiều cao là 77. Hoành 16. Mã 17 có giá 200.000. Mã 18. Chiều cao là 87. Hoành 17. Mã 18 có giá 200.000. Mã 19. Chiều cao là 86. Hoành 14. Mã 19 có giá 200.000 cô chú anh chị. Mã 20. Chiều cao là 94. Hoành 21. Mã 20 có giá 220.000. Mã 21. Chiều cao là 72. Hoành 20. Mã 21 có giá 170.000. Mã 22. Chiều cao là 80. Hoành 17. Mã 22 có giá 220.000. Mã 23. Gồm 3 phôi đúng không em? Chiều cao là 70. Hoành 12. Mã 23 có giá 200.000 3 phôi cô chú anh chị. Mã 24. Chiều cao là 80. Hoành 15. Mã 24 có giá 190.000. Mã 25. Chiều cao là 78. Hoành 21. Mã 25 có giá 180.000. Mã 26 gồm 5 phôi cô chú anh chị. Chiều cao là 70. Hoành 14. Mã 26 có giá 250.000. Gồm 5 phôi quý anh chị. Mã 27. Chiều cao là 55. Hoành 16. Mã 27 có giá 170.000. Mã 28. Chiều cao là 65. Hoành 14. Mã 28 có giá 140.000. Mã 29. Mã 29 cô chú anh chị. Chiều cao là 72. Hoành 24. Mã 29 có giá 190.000. Mã 30. Ồ, này tay cành nhiều quá chị. Chiều cao là 76. Hoành 25. Mã 30 có giá 200.000. Mã 31. Chiều cao là 72. Hoành 17. Mã 31 có giá 190.000. Mã 32. Chiều cao là 62. Hoành 25. Mã 32 có giá 150.000. Mã 33. Chiều cao là 72. Gồm 2 phôi đúng chị em. Hoành 15. Mã 33 có giá 190.000. Mã 34. Chiều cao là 73. Gồm combo 10 phôi đúng chị em, mini ha. Hoành 13. Mã 34 có giá 250.000 10 phôi cô chú anh chị. Một bó luôn. Mã 35. Chiều cao là 57. Hoành 10. Mã 35 có giá 210.000. Rồi 10 phôi của anh chị em.
Đó, 36. Chiều cao là 68. Hoành 8. Mã 36 có giá 220.000. Mã 37. Chiều cao là 73. Hoành 12. Mã 37 có giá 230.000. Mã 38. Chiều cao là 73. Hoành 10. Mã 38 có giá 240.000. Mã 39. Chiều cao là 70. Mã này 2 phôi anh chị em. Hoành 17. Mã 39 có giá 190.000. Mã 40. Gồm 5 phôi. Chiều cao là 88. Hoành 14. Mã 40 có giá 250.000. Tiếp tục là mã 41. Chiều cao là 70. Hoành 26. Mã 41 có giá 190.000. Mã 42. Chiều cao là 57. Hoành 15. Mã 42 có giá 190.000. Mã 43. Chiều cao là 75. Hoành 15. Mã 43 có giá 190.000. Mã 44. Chiều cao là 62. Hoành 17. Mã 44 có giá 190.000. Mã 45. Chiều cao là 87. Hoành 16. Mã 45 có giá 210.000. Mã 46. Chiều cao là 1m03. Hoành 16. Mã 46 có giá 200.000. Mã 47. Chiều cao là 85. Hoành 15. Mã 47 có giá 190.000. Mã 48. Chiều cao là 60. Hoành 15. Mã 48 có giá 170.000. Mã 49. Chiều cao là 63. Hoành 28. Mã 49 có giá 180.000. Mã 50. Chiều cao là 57. Hoành 18. Mã 50 có giá 140.000. Mã 51. Chiều cao là 75. Hoành 23. Mã 51 có giá 350.000. Mã 52. Chiều cao là 53. Hoành 15. Mã 52 có giá 170.000. Mã 53. Chiều cao là 87. Hoành 15. Mã 53 có giá 200.000. Mã 54. Chiều cao là 60. Hoành 12. Mã 54 có giá 200.000. Mã 55. Chiều cao là 65. Gồm 5 phôi quý anh chị em. Hoành 11.
Mã 55 có giá 220.000 năm phôi. Mã 56. Chiều cao là 72. Hoành 19. Mã 56 có giá 160.000. Mã 57. Chiều cao là 75. Hoành 21. Mã 27 có giá 240.000. 57. Mã 57 có giá 240.000 cô chú anh chị. Mã 58. Chiều cao là 62. Hoành 22. Mã 58 có giá 180.000. Mã 59. Chiều cao là 60. Hoành 20. Mã 59 có giá 170.000. Mã 60. Chiều cao là 1m05. Hoành 16. Mã 60 có giá 190.000. Gồm 2 phôi. Mã 61. Chiều cao là 97. Hoành 14. Mã 61 có giá 200.000. 3 phôi bên chị em. Mã 62. Chiều cao là 1m15. Hoành 28. Mã 62 có giá 350.000. Mã 63. Chiều cao là 63. Hoành 18. Mã 63 có giá 190.000. Mã 64. Phôi cốt cao ha. Chiều cao là 1m23. Hoành 18. Mã 64 có giá 270.000, 2 phôi. Mã 65. Phôi này cao quá anh chị em. Chiều cao hết thuốc cô chú anh chị ơi. Hoành 21. Mã 65 có giá 220.000. Mã 66. Chiều cao là 57. Hoành 10. Mã 66 có giá 160.000. 5 phôi. Mã 67. Chiều cao là 1m. Hoành 13. Mã 67 có giá 200.000. 5 phôi luôn. Mã 68. Một cốt cao ha. Chiều cao hết thuốc cô chú anh chị. Hoành 18. Mã 68 có giá 200.000 cô chú anh chị. Mã 69. Gồm 10 phôi. Chiều cao là 85. Hoành 11. Mã 69 có giá 200.000, 10 phôi cũng là phôi cuối cùng của clip hôm nay cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em qua số điện thoại 0799689431 nha cô chú anh chị. Chúc anh cô chú anh chị mình có một ngày vui vẻ cô chú anh chị ơi. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, vườn em Ngọc Linh nha. Những cái mã số đây thì đại diện còn một số phôi chưa làm, thì quý anh chị em nào cần nguồn thì cứ liên hệ ha. Pháp Tây Vi, chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại nha.